kẹp các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá Celica Honda X 2009 giữa tháng 8 năm 2009 giảm mạnh tới hơn nửa triệu đồng. Các chiếc Celica Honda X 2009 đang giảm giá khá mạnh. Đáng chú ý có phiên bản giảm xuống dưới mức giá đề xuất tới cả nửa triệu đồng. Honda X là một cái dòng tay ga được ưa chuộng ở Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng là một gia đình xe ít có những thay đổi đột phá. Mới đây, ở tháng trước, Honda đã tung ra phiên bản Elite 125 2009 hai tầng mới có những cập nhật về tính năng và diện mạo. Trong đó cái chiếc Honda Elite 125 2009 cái bản cao cấp và đèn mờ được trang bị đầy đủ đèn LED, chức năng báo động cho hệ thống khóa thông minh Smart Key. Trên xe còn có một cái diện mạo sành điệu hơn với logo 3D cùng với dòng chữ cách điệu chiếc cam màu sang chảnh. Ngay cả phiên bản tiêu chuẩn có mức giá đề xuất 38.300.000 đồng của cái dòng Honda Elite 125 thì lần này cũng được trang bị hệ thống chìa khóa Smart Key. Trong khi đó, có động cơ thì không đổi, vẫn kế thừa cái công nghệ thông minh ESP, thiết kế xanh đơn, dung tích 125 phân khối, với tính năng ngắt động cơ tạm thời EV Stop, tăng khả năng tiết kiệm xăng, lại thân thiện với môi trường. Hệ thống động cơ của cái clip cho công suất đầu ra đạt ở mức 11,3 mã lực, tại vòng tua là 8.500 vòng trên phút, và cái mô men tăng cực đại 11,6 m tại vòng tua 5.000 vòng trên phút, giúp cho cái chiếc Honda Elite năng động và linh hoạt hơn. Hiện thì Honda Elite đang có mức giá bán đầy hấp dẫn tại thị trường Nam, trong đó những phiên bản đều đồng loạt giảm giá xuống mức giá đề xuất. Và để giúp những bạn xem clip có những thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật giá của chiếc Honda Elite 2009 mới nhất bên dưới như sau. Honda Elite 2009 phiên bản tiêu chuẩn mức giá đề xuất 38.300.000 đồng, giá bán được tới 38 triệu đồng. Honda Elite 2009 phiên bản cao cấp mức giá đề xuất 40.300.000 đồng, giá bán được tới 40 triệu đồng. Honda Elite 2009 phiên bản đèn mờ mức giá bán đề xuất 41.500.000 đồng, giá bán được tới 41 triệu đồng. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy thuộc vào từng đại lý và từng cuộc bán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe.